Đây các bạn ơi, hiện tại thì thành phố xuất hiện một con quái vật ba đầu khổng lồ các bạn. Đây. Ui các bạn, đây. Đây là một cái con hút ba đầu Siren Head các bạn. Đây, rất là lớn luôn. Đây, các siêu nhân người nhện bọn tôi phải có nhiệm vụ tiêu diệt nó trước khi nó tấn công thành phố các bạn. Đây, các bạn thấy chưa? Rất là lớn luôn các bạn. Không có nhỏ đâu nha. Đây. Ủa nó đứng nó cao nghiêu ngạo luôn các bạn. Đây, to chưa? Đặc biệt là con quái vật này có tới ba đầu luôn các bạn. Đây. Bây giờ thì các siêu nhân người nhện bọn tôi thì bắt buộc là phải gọi cho các robot người máy đến để tiêu diệt nó nha bạn. Đây. Ui ôi nó to lắm ơi, đặc biệt là cái bụng của nó hình như là nó đang đói sao bạn. Đây. Con quái vật này chắc là nó đang vào bên trong thành phố để nó tìm kiếm thức ăn các bạn. Đấy, phải nhanh chóng tiêu diệt nó trước khi nó nổi điên tấn công thành phố nha bạn. Đây, thì bây giờ người nhện tôi sẽ dùng điện thoại để kích hoạt robot người máy đến các bạn ơi. Đấy. Đây, hai robot người máy Spider-Man đã được gọi tới các bạn. Đây, hai robot người nhện này thì hai phiên bản khác nhau các bạn. Đây, các cậu ấy đều có ở phía sau, đều có gắn chân nhện ở phía sau các bạn. Nhưng mà hai bộ đồ, hai áo giáp khác nhau nha. Đây, hai robot này tôi nghĩ là có thể tiêu diệt được con quái vật hút ba đầu Siren Head này các bạn. Đây, to chưa? Ui dồi ôi, nó to. Đây. Đây, bây giờ thì hai robot cũng đã được gọi tới các bạn. Bây giờ thì sẽ cho hai robot này tiêu diệt con quái vật này thôi các bạn. Phải nhanh lên các bạn ơi, trước khi nó tấn công thành phố thì lúc đó thì sẽ có thiệt hại cho thành phố nha. Tiêu diệt nó càng nhanh càng tốt mới được. Đây, to cho bạn. Ba đầu nha, chứ không phải một đầu đâu bạn. Đây. Đây, bây giờ phải nhanh chóng tiêu diệt nó trước khi nó tấn công thành phố các bạn. Đâu đây, nó tới các bạn. Đây. Đây, đây các bạn. Đây, đây là một cái con hút ba đầu Siren Head các bạn, rất là to luôn. Các bạn. Đây, nó đang bắt siêu nhân người nhện tụi nó ném các bạn. Đây, hiện tại thì hai robot người nhện đang chiến đấu với nó các bạn. Đây đây. Đang đánh ở trên đây các bạn. Đó, các bạn cho. Hai robot này tuy là nhỏ hơn con quái vật này các bạn nhưng mà hoàn toàn là có thể đánh bại nó được nha. Đấy, cái cậu ấy đang sử dụng tuyệt chiêu các bạn. Ơi, đâu rồi? Con quái vật hút ba đầu Siren Head nó trốn nó mất tiêu rồi các bạn. Đây, phải nhanh chóng tìm ra nó và tiêu diệt nó càng nhanh càng tốt nha. Ui, đây các bạn, nó nè. Đây, ôi. Đây các bạn cho nó to chưa? Đây. Ui. Nó nện một cái thôi thì robot người nhện này cậu ấy nằm một đống rồi các bạn. Ui, tiêu rồi. Đây. Robot Spider-Man này cũng thua luôn rồi các bạn ơi. Đây. Thôi tiêu rồi. Đây. Quái vật hút ba đầu Spider-Man. Con quái vật hút ba đầu Siren Head này rất là mạnh luôn các bạn. Đây, hai robot người nhện đều thua hết các bạn. Tiêu rồi. Làm sao bây giờ? Đây. Hiện tại thì hai robot người máy Spider-Man mà siêu nhân người nhện tôi gọi tới đều bị cái con quái vật này nó đánh và bị hư hết rồi các bạn ơi. Không xong rồi. Thì ra bây giờ thì tôi phải nhanh chóng tìm cách tiêu diệt nó thôi. Các robot người máy đều đã bị hư hết rồi bạn. Con quái vật này quá mạnh các bạn ơi. Kể cả hai robot cũng đánh không lại nha. Đây. Ui trời ơi bạn. Nó lấy chân nó dậm một phát thôi các siêu nhân người nhện bay tứ tung hết. Đây. Ổn rồi. Đây tôi hãy cho nó mạnh cho. Ui trời nó bắn ra cái gì các bạn. Nó khè ra một cái tia năng lượng quỷ diệt gì ấy. Tiêu rồi, chạy em ơi. Ây da. Ây da, không ổn rồi. Hiện tại thì hai robot người máy của bọn tôi đều thua rồi các bạn. Đây, con quái vật này quá là mạnh. Bây giờ thì người nhện tôi phải nhanh chóng đi tìm thêm sự trợ giúp thôi bạn. Chắc là phải đi nhờ thêm các robot ZG các bạn, Pacific Rim ấy. Trời ơi, nó đánh tôi văng lên trời luôn. Nhanh, nhanh lên. Anh bắn tơ thôi, đuôi tơ. Chạy qua đây nha. Ôi, nó đuổi tới rồi các bạn. Đây, nó đang đuổi ở dưới kìa. Đây, nó đang đuổi theo tôi ở dưới ấy. Ôi, nó không tha cho siêu nhân người nhện tôi con ơi. Tiêu rồi. Ây da. Cứ tưởng là hai robot Spider-Man có thể tiêu diệt được nó nha. Nhưng mà hai cậu ấy đánh không lại nó. Trèo qua bên đây mới được. Ây da.
hiện tại thì nó đang nổi điên tấn công tất cả mọi thứ mà nó đi qua con ơi. Này, các bạn thấy chưa? Ui, ba đầu luôn. Ủa nó đi nhanh lắm nè. Không ổn rồi. Phải bắn tơ đu cho nó nhanh các bạn ơi. Đấy. Ui. Này, cha nó đuổi tới nữa rồi. Đấy. Quái vật này quá mạnh các bạn ơi. Xem ra là các robot người máy Spider-Man bọn tôi đánh không lại rồi. Bắt buộc là phải đi tìm các người máy ZG nha bạn. Sẽ đến căn cứ của các cảnh sát và mượn các người máy robot Spider-Man nha bạn. Đây, bây giờ thì người nhện tôi sẽ đi tới nơi cất giữ các người máy ZG các bạn. Các người máy khổng lồ đi. Các người máy thường chiến đấu với những con quái vật kaiju các bạn. Đấy, tôi sẽ đến đó và mượn một người máy đến đây để tiêu diệt con quái vật hút ba đầu Siren Head các bạn. Ủa đuổi tới các bạn. Đấy, thấy chưa? Đấy, không ổn rồi. Tờ đu nha. Đấy, đu cho nó nhanh thôi. Ây da, nó bắn tôi nè các bạn. Ây da, phải nhanh lên các bạn. Nó vẫn còn đuổi theo người nhện tôi nè. Không ổn rồi. Đây, các chiến binh người nhện bọn tôi hoàn toàn đánh không lại nó luôn ơi. Đây, thấy chưa? Ui ôi, tiêu rồi. Chạy đi anh em ơi. Cố gắng thoát khỏi nó và đi mượn thêm robot người máy khác đến để tiêu diệt nó nha. Dạ, đi coi không kịp luôn. Đèo đó. Ôi, trái nhà luôn được không ơi. Tiêu rồi. Nóng. Tiêu rồi. Phải lên. Nhanh lên, trèo lên. Nhảy lên. Ui dồi. Cuối cùng thì bọn tôi cũng đã leo lên được cái tòa nhà rất là cao trên đây các bạn. Đây, phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Con quái vật khổng lồ hút ba đầu Siren Head này quá mạnh các bạn ơi. Các siêu nhân người nhện bọn tôi hoàn toàn là đánh không lại nha. Hai robot người máy Spider-Man của bọn tôi cũng bị nó đánh bại rồi. Đây các bạn, hiện tại thì con quái vật hút ba đầu Siren Head khổng lồ nó đang đứng ở bên đó kìa. Bây giờ thì các siêu nhân người nhện bọn tôi sẽ đến đó để xem nha bạn. Phải nhanh chóng tìm các siêu nhân robot và cũng như là có thể xem là có thể sửa lại các robot và có thể chiến đấu tiếp tục được hay không nha. Còn nếu không được thì bắt buộc là phải nhanh chóng đi tìm người máy ZG hay là những cái người máy Gundam đến để tiêu diệt nó thôi bạn. Ui đằng đây nè bạn. Đây nó kìa. Đây. Rồi cái con quái vật hút ba đầu các bạn. Nó đánh bại hai robot rồi. Thôi.